anh em trong cái quá trình đi câu ấy thì cước nó sẽ bị xước. Xước thì mình cắt dần cắt mòn, mỗi lần xước thì rút đi có đôi khi đến vài chục mét. Thì cái cuộn lưới câu này, cái cuộn cước này nó sẽ bị nhỏ đi hơn so với cả khi bình thường. Thế này thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em nối cước. Cái cước nối ấy, mình sẽ nối thêm khoảng tầm vài chục mét đấy vào trong chẳng hạn, bởi vì ở trong thì mình thường nó không dùng. Nên nối cước này rất chi là đơn giản thôi. Đấy, trước hết thì mình sẽ anh em sẽ cuốn hết cái chỗ cước này ra khỏi cái máy câu. Đây, lấy cái gì cuốn được, lấy chai lấy lọ, lấy cái gì để cuốn, ok. Đây, cuốn hết vào cái chai này. Được. Đấy, bây giờ anh em sẽ gỡ ra và nối cái đoạn cước này. Ok. Đấy, cuộn cước cũng không phải là cuộn cước mới, đây là cái cuộn cước cũng dùng rồi, xong rồi về sau mà trong nó còn ngắn quá, nó còn tầm 30-40 mét thì tôi lọc ra. Đấy, anh em lại cuốn vào máy, như lấy cái đoạn này cuốn vào máy, cuốn vào trong khoảng tầm vài chục mét đấy, áng chừng lúc lấy thiếu bao nhiêu cuốn bấy nhiêu. Cái chỗ cước này vào.
Đấy. Tôi cuốn vào trong khoảng tầm 30 mét. Tại vì tôi áng chừng tôi đã cắt đi khoảng tầm 30 mét rồi. Đây, giờ là hai cái đầu cước nối. Tôi phải để cái tờ giấy trắng ở đây anh em nhìn nó mới dễ. Đây. Đây là đầu cước vừa nối thêm và đây là cầu đầu cước cũ này. Anh em buộc một đầu bình thường giống như kiểu cái đầu này bỏ đây. Anh em buộc bình thường giống như kiểu buộc linh lục thế thôi. Cuốn vào đây chừng khoảng 5 vòng. Ok. Siết lại. Rồi, đây nó có một cái thắt nút, càng kéo thì càng chặt. Đầu bên này, ta lấy ta xỏ vào đây. Ta cũng lại anh em cũng lại buộc giống như là cái buộc linh lục thế thôi. Hai đầu giằng nhau. Đó. Rồi. Siết căng hai đầu này. Đó, bây giờ anh em siết chặt các cái mấu lại thôi. Lôi chặt hai cái đầu hai bên này lại. Đấy. Rồi ok. Một mẫu thành một cái mẫu nhỏ đều. Cắt một ít cái đầu thừa đuôi thẹo ở hai bên này đi. Để bắt lửa hơ lại. Anh em hơ lại mục đích để cho nó tạo thành đấy, đó chính là chắc chắn này, mục đích cho nó tạo thành cái mấu để cho nó khỏi tuột, mấu rất nhỏ thôi, không có thì nó sẽ bị vướng cước. Rồi ok. Đấy. Nối cước xong, bây giờ cuốn vào máy thế là ok. Đấy, sau khi cuốn xong này anh em sẽ có một cái máy lại nhiều cước rồi. Đó. Đấy. Ok, đóng lên tôi cuốn thêm khoảng 20 mét nữa cũng được. Đấy, ok. Nó lại khá ổn rồi, này câu thoải mái rồi. Hôm nay mà nếu mà anh em cuốn đầy quá mấy anh em mà câu non tay, thường cái lúc mở máy ra như này thì nó hay bị chạy cước ra ngoài, nó hay bị rối. Em khuyến cáo anh em cuốn vừa vừa thôi. Ok. Đây, cái máy này là chính là cái máy hôm trước sửa này. Đấy. Ok anh em.